Và đề tài chia sẻ ngày hôm nay đó là đến bao giờ mới có thể đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm là ý trong một bài thơ rất nổi tiếng của Thiền sư Trần Nhân Tông, bài Cư Trần Lạc Đạo. Hạnh phúc sống giữa cuộc đời. Bài thơ đó là Cư Trần Lạc Đạo, đó là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hệ khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm bịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Tạm dịch là Cư Trần Lạc Đạo có nghĩa là cái con đường hạnh phúc á. Lạc đạo là con đường, cư trần là sống giữa cuộc đời này. Theo tuệ giác của thiền sư thì cái bí quyết để có thể đạt được hạnh phúc trong cuộc đời này, hay là con đường đưa tới hạnh phúc trong cuộc đời này, đó là hãy tùy duyên. Cơ tắc sang hệ khốn tắc miên, có nghĩa là hễ đói thì cứ đi ăn, mà hễ mệt thì cứ đi ngủ là sẽ đạt được đạo. Cái gì dễ dữ, ngồi thiền căng thẳng quá, gục lên gục xuống, định tâm khó quá trời, đối diện phiền não rớt te tua luôn. Mà ở đây thiền sư chỉ nói là ăn với ngủ thôi. Cho nên bây giờ đại chúng mà có buồn ngủ thì cứ nằm xuống ngủ. Câu thứ ba là gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, có nghĩa là nhà đầy của báo. Ở trong nhà mình có rất nhiều thứ quý giá, đừng có chạy lang thang bên ngoài tìm kiếm nữa. Và câu cuối đó là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện, có nghĩa là khi mình tiếp xúc với mọi hoàn cảnh đó, mà mình đạt tới một cái trình độ vô tâm, thì đó chính là cái cốt tủy của thiền tập. Một lát nữa chúng ta sẽ giải nghĩa cái từ vô tâm. Rồi chúng ta trở lại câu đầu tiên của bài thơ. Và chúng ta đã nghe rất nhiều về tùy duyên, phải không? Nhưng mà cái chữ tùy duyên có thể chúng ta chỉ hiểu được một nửa thôi. Một phần của chữ tùy duyên đó là khi mà một cái gì đó quý giá mà mình không thể giữ được, nó đã ra đi rồi, nó không tồn tại nữa. Mình muốn nắm bắt mà nắm bắt không được. Cho nên là mình tự nhủ lòng là thôi, tùy duyên đi. Phải không? Hoặc là có những cái khó khăn mà mình chưa giải quyết được, đâm đầu vào giải quyết muốn chết mà giải quyết không được, thì bắt đầu mình xài cái thần chú, cái câu thần chú, cái từ tùy duyên để mà dằn lòng, để lòng mình nó bớt đau đớn, bớt khó chịu. Trong khi cái chữ tùy duyên á, cái nghĩa nó rất là rộng, nó có tới ba nghĩa lận. Thì nghĩa thứ nhất là đại chúng đã nắm rồi, cái gì nó đã qua rồi đó thì cứ để cho nó trôi đi, hết cái duyên đó rồi. Nhưng mà nó có thể tái tạo một cái duyên khác. Nó ra đi, nó có một cái lý do gì đó, nó đi theo một cái nguyên tắc vận hành nào đó của nhân quả hay là duyên sinh gì đó, mà nó nằm ngoài tầm tay chúng ta, cái sức con người mình không đủ sức để mà kéo nó lại. Nó còn tùy thuộc nhiều nhân duyên khác nữa. Có thể là tùy thuộc vào người kia, vào môi trường xung quanh. Cho nên chúng ta chỉ đem hết công sức của mình ra thì không thể. Cho nên phải nhớ cái bí quyết đó. Khi mình đã cố gắng hết sức rồi đó, mà nhân duyên nó cứ mỗi ngày mỗi tuột ra khỏi tầm tay của mình, thì mình phải nhớ rằng đây có thể là một thông điệp của đất trời chăng? Đây có thể là một cái nguyên lý nó đang xảy ra chăng? Nó có một cái ý nghĩa giá trị gì đó mà mình cần phải lùi lại quan sát. Chứ không phải cái gì mà mình cũng nắm bắt được hết.
có những thứ mình nắm bắt được, nhưng rồi một thời gian mình cũng không nắm bắt được. Và có những thứ ngay bây giờ mình cũng không thể nắm bắt được, nhưng mà sau này có thể nắm bắt được. Vậy thì ngay trong lúc này đó, cái nhân duyên giữa mình với đối tượng đó đã cạn dần, thì mình phải chấp nhận, let it go, để cho nó đi. Hoặc là nói theo từ chữ Hán đó là tùy tha khứ, để cho nó đi đi. Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Hãy luôn luôn quay lại với chính mình, soi rọi lòng mình, chăm sóc lòng mình, cố gắng làm cho tâm trở nên trong trẻo, bình an, thanh tịnh. Đừng có cố gắng rượt đuổi nắm bắt các đối tượng bên ngoài. Không bao giờ chúng ta có thể nắm bắt một cái thứ gì mãi mãi được. Cơ bản là như vậy. Nó chỉ ở lại với chúng ta một thời gian thôi. Và cái nghĩa thứ hai của chữ tùy duyên á, nó có nghĩa rằng nhân duyên chưa tới á, thì đừng có đứng đó mà ngóng cổ chờ đợi mòn mỏi. Nó chưa tới, tương lai thì chưa tới, quá khứ thì đã đi qua rồi. Có thể chúng ta cũng lên kế hoạch, có thể chúng ta cũng hướng về điểm B nào đó mà chúng ta cần đi tới. Nhưng đừng có từng ngày, từng giờ, đừng có bất cứ lúc nào, khi nấu ăn, khi lau nhà, khi tắm rửa, khi làm việc cũng nghĩ về B hết. Cái đó là cái chuyện chưa xảy ra. Và nó có thể không xảy ra bất cứ lúc nào, nếu như chúng ta đó cứ tiếp tục đi tìm kiếm nó. Tại vì Đức Phật đã nói rồi, có những thứ tìm thì sẽ không bao giờ gặp, mà hãy để nó tự nhiên xảy ra. Nhiều khi nó cần một sự thư giãn, sự bình an, sự nhẹ nhàng. Nhiều khi chúng ta cứ tiếp tục tạo phước lành, tạo nhân duyên tốt đẹp sẵn sàng, thì cái nhân duyên kia sẽ xảy ra. Vậy thì cái nghĩa thứ hai của tùy duyên đó là tương lai chưa tới thì đừng có tìm cầu, đừng có dồn sức để mà mơ tưởng về tương lai. Cái nghĩa thứ ba là ý nghĩa chính nhất, đó là nhân duyên đang có. Hãy sử dụng tất cả những nhân duyên đang có. Chúng ta có những nhân duyên nào? Những thuận duyên á, những điều kiện của hạnh phúc. Nếu mà quý vị không nhớ thì tối nay về lấy giấy lấy bút ra đánh số từ 1. 1, tôi có cha, mẹ, anh, chị, em. Cái đó là phải đánh rất nhiều số. Cha là 1, mẹ là 2, rồi anh chị em là 3, rồi tôi có người thương là chồng, là vợ, là con. Tôi có sức khỏe, tôi có lá gan tốt, rồi có thận tốt. Tôi còn đôi chân thật khỏe mạnh, còn đôi răng không cần phải gỡ ra trong khi chải. Có rất nhiều nhân duyên đang có. Rồi công việc tôi đang làm, những người bạn xung quanh. Và nếu nhìn kỹ thì chúng ta có rất nhiều thuận duyên. Vậy thì hãy biến tất cả những cái thuận duyên ấy á, trở thành tăng thượng duyên. Tức là biến tất cả những chất liệu quý giá mà mình đang có, mà Đức Phật chắc chắn rằng ai cũng phải đang có hết. Không ai nhiều hơn ai cả. Người nhiều cái này thì là ít cái kia, và người kia ít cái này nhưng mà họ nhiều cái khác. Và tất cả những điều kiện đó đủ để làm cho chúng ta có hạnh phúc. Mặc dầu có những thứ mong cầu chưa đạt được, mặc dầu có những thứ mình muốn đẩy nó đi mà nó chưa chịu đi, nhưng hãy quay về, chú ý, tập trung vào những nhân duyên đang có, để làm nên một cái tác phẩm của bình an, của hạnh phúc. Cái đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên gồm tới 3 nghĩa. Mà chỉ cần nắm được cái nghĩa sau cùng á, sống sâu sắc, tôn trọng mọi giá trị mà mình có được trong giờ phút của hiện tại, bình an và hạnh phúc trong giây phút của hiện tại, biết thưởng thức tất cả những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã buông bỏ quá khứ và không có mơ tưởng về tương lai. Thiền sư Trần Nhân Tông thấy như vậy.
Và truyền thống Phật giáo nguyên thủy cũng thấy như vậy, cũng chỉ sống có giây phút này thôi, không có bận lòng với những giây phút đã xảy ra rồi, và cũng không mất nhiều thời gian cho những thứ chưa xảy ra. Những thứ đang có mặt trong hiện tại, Đức Phật, các bậc thánh, các vị thiền sư cam kết với chúng ta rằng đủ để làm cho chúng ta có bình an và hạnh phúc. Câu thứ hai, để làm rõ câu thứ nhất, đó là cơ tắc sang hệ khốn tắc miên. Đó là hệ đói thì cứ đi ăn, mệt thì cứ đi ngủ. Nhưng mà cái nghĩa của nó là cái việc nào mà mình đang tiếp xúc á, thì việc đó là quan trọng nhất. Khi mà mình đói thì mình phải nghe cái cơ thể mình để mình có thể đáp ứng được, chứ không có ở đó mà ôm cái máy tính, ôm cái điện thoại, ôm công việc, để mình sống nghịch lại với cái sự vận hành tự nhiên của cơ thể, của đất trời. Cái người mà muốn đứng vững trong trời đất á, thì phải nắm được các nguyên tắc vận hành của trời đất. Và Đức Phật, các bậc thánh, các bậc thầy tâm linh và các nhà khoa học nữa đã giúp chúng ta tìm ra những cái nguyên lý vận hành giữa chúng ta với đất trời. Và các bậc thầy tâm linh luôn luôn tìm kiếm những cái nguyên tắc vận hành của đất trời để giúp chúng ta sống điều hòa giữa mình với muôn người và muôn loài, giữa mình với tất cả những người sống xung quanh của chúng ta. Chứ chúng ta đừng có tìm kiếm nhiều trên Google, đừng tìm kiếm nhiều thông tin ở trên mạng. Và thậm chí là tập đoàn Google cũng luôn nhắc nhở nhân viên của mình là searching inside yourself, tức là bạn không chỉ nên truy cập ở trên Google mà phải thường xuyên truy cập ở bên trong của mình, xem cái gì đó đang xảy ra. Mình có vui không? Tại sao? Mình có buồn không? Tại sao? Mình có an không? Mình có bất an không? Tại sao? Mình phải biết. Cái biết đó chứng tỏ là một người đang tỉnh thức, một người đang bắt đầu cầm giữ lấy cái cuộc sống của mình mà không để cho hoàn cảnh đẩy chạy tới chạy lui nữa. Và thiền sư Trần Nhân Tông thì đề nghị rất là giản dị: khi bạn đói thì bạn hãy cứ đi ăn, khi bạn mệt thì bạn hãy cứ đi ngủ. Và phải tôn trọng cái việc ngủ, việc ăn tương đương như cái việc bạn kiếm tiền, tương đương như cái việc mà bạn chinh phục khách hàng, tương đương với cái việc mà bạn ở bên cạnh người thương của mình, tương đương với việc bạn đang xây dựng sự nghiệp. Và nhà khoa học lừng danh của thế giới, nhà vật lý xuất sắc Albert Einstein, có một lần ông nói, có hai cách duy nhất để bạn có thể sống trong cuộc đời này. Một, bạn hãy quan niệm rằng cuộc đời này không có gì là mầu nhiệm, là quan trọng cả. Nothing is a miracle. Hai, đó là bạn hãy quan niệm rằng hãy sống theo cái cách là cái gì cũng mầu nhiệm, cái gì cũng quan trọng hết. Như vậy bạn sẽ đạt được một cái trạng thái bình đẳng khi tiếp xúc với mọi sự kiện, với mọi đối tượng trong cuộc đời. Như vậy thì bạn sẽ điều hòa cùng với đất trời. Bây giờ cách thứ nhất, không có gì là quan trọng cả, được không? Thì chúng ta thường thường có một số việc quan trọng và một số việc không quan trọng. Và chúng ta đã dám xem những cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày của chúng ta là không quan trọng. Chúng ta đã đẩy công việc lên hàng quan trọng. Chúng ta đã đẩy cái việc kiếm tiền mưu sinh lên hàng quan trọng. Rồi còn gì nữa? Chúng ta đẩy người chúng ta thương, mà mới thương thôi, chứ thương lâu rồi không có đẩy nữa. Thương lâu rồi kéo xuống. Con hiểu ý thầy nói không? Sao con cười lớn quá vậy? Có mẹ ở đây không? Thế lại nhìn mẹ lại cười à? Thì khi mình thương ai lâu quá đó,
Mình không còn đẩy họ lên cái vị trí quan trọng nữa. Và cái gì quan trọng nữa? Cái iPhone, cái smartphone đó. Tại vì nếu không quan trọng sao ôm nó kè kè bên người, cứ vài phút là sờ vào nó. Và có những cái thứ quan trọng thì chúng ta mất rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức, đắm đuối kẹt vào, mất rất nhiều năng lượng. Và có những thứ chúng ta xếp vào danh mục của những thứ không quan trọng, như là ăn, rồi mặc, rồi ngủ, rồi tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với những người bạn, tiếp xúc với những người thân, những cái bước chân bước lên cầu thang, những cái buổi sáng để nhìn ngắm mặt trời mọc đều không quan trọng. Vì không quan trọng cho nên chúng ta làm rất nhanh, rất vội, rất gấp. Vì không quan trọng cho nên chúng ta đã không thưởng thức, không kết nối. Vì không quan trọng cho nên chúng ta đã không tôn trọng đủ. Mà thật ra, theo tuệ giác của Đức Phật, tất cả những cái thứ mà chúng ta xem thường đó đều là những điều kiện của hạnh phúc. Một ngày nào đó bước lên cầu thang không nổi nữa, phải chống gậy, phải có người dìu đỡ, dù là còn rất trẻ. Là tại vì trong một cái tai nạn nào đó thì mới tỉnh ngộ được một điều rằng còn đôi chân khỏe mạnh, được chạy lên chạy xuống cầu thang là một điều kiện hạnh phúc. Ước gì mình luôn sống trong cái tuệ giác đó, trong cái sự hiểu biết đó, thì mình sẽ đi lên đi xuống cầu thang với tư cách của một người đang rất là hạnh phúc. Khổ đau để qua một bên, khó khăn giải quyết cứ để qua một bên, mình phải thưởng thức cái hạnh phúc mình đang có trước đã. Những nhân duyên chưa xảy ra để qua một bên, những nhân duyên đã trôi đi qua rồi để qua một bên, chuyện gì chưa đến thì chưa giải quyết. Hãy cố gắng tập trung vào những nhân duyên đang có mặt. Trong giây phút này tôi đang bước lên cầu thang thì tôi sẽ tôn trọng cái việc này, tập trung toàn lực vào cái việc đi lên cầu thang, xem nó là một cơ hội để sống sâu sắc, xem nó là một cơ hội để có hạnh phúc. Cũng như giây phút này tôi đang được ngồi cùng với Thầy, cùng với đại chúng, được nghe Pháp, được tưới tầm những hạt giống lành. Và tôi được ngồi rất yên sau một ngày dài làm việc vất vả. Tôi đang rất là hạnh phúc. Mà đầy chúng nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, cảm nhận hơi thở vào ra, để nuôi dưỡng giây phút hạnh phúc này, giây phút của sự buông xả. Không nắm bắt nữa, không truy tìm quá khứ, không mơ tưởng tương lai. Giây phút mà tôi đang có mặt với chính tôi, cảm nhận toàn thân tôi đang thả lỏng, thư giãn. Giây phút tôi đang cảm nhận rõ về chính mình nhất, được ngồi yên nơi đạo tràng thanh tịnh này. Sư ông của tôi là hòa thượng của chùa Huệ Nghiêm. Chùa Huệ Nghiêm đối diện với bến xe miền Tây ở quận Bình Tân. Đó là chùa tổ của tôi. Tôi xuất gia ở đó năm 1992. Cho tới năm 2001 thì tôi mới rời chùa để đi ra nước ngoài. Và sư ông của tôi là hòa thượng Thích Bửu Huệ, cùng với hòa thượng Thích Thanh Từ và hòa thượng Thích Thiền Tâm đã sáng lập ra. Và ngày xưa chùa Huệ Nghiêm là Phật học viện cao đẳng chuyên khoa. Và tôi rất thích bài thơ Thân Đâu Tâm Đó của sư ông tôi. Và cái thời tôi còn là một sư chú hay là một tân tỳ kheo, và thường rất là thích làm công việc là xách cơm vào thăm các sư phụ nhập thất.
Chùa Huệ Nghiêm có hai cái ngôi thất rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, rất là mát mẻ. Và tới phiên mình nhập thất thì mình xin lỗi, tới phiên mình hộ thất thì mình sẽ được vào trong đó để mang cơm cho các sư phụ. Nhưng mà nhiều khi chưa tới phiên, tôi cũng đút lót các huynh đệ ít trái cây để xin được những cái phiên đó vào được gặp các sư phụ đang nhập thất. Rồi sau này trở thành một thầy tỳ kheo, và chúng tôi cũng có cơ hội được vào trong cái thất đó để nhập, dù chỉ là vài tuần hay là vài tháng thôi. Thì ở trong cái thất có treo rất nhiều công án thiền, những bức tranh chăn trâu của Thiền Tông Trung Hoa. Và trong đó có bài thơ Thân Đâu Tâm Đó của sư ông. Và tôi đặc biệt rất là thích hai câu đầu, vì đọc hai câu đầu chấn động lắm. Đó là từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà sao động tâm an mấy người. Và ngay từ nhỏ tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi là tại sao có một cái sự liên kết chặt chẽ giữa tâm với cảnh như vậy. Tại vì hễ mà cảnh mà sao động thì tâm cũng sẽ sao động theo. Từ xưa giờ, chứ không phải là thế hệ này không, không phải là trong thời hiện đại, mà từ xa xưa, chắc là khi loài người có mặt thì đã bắt đầu vướng phải một cái khó khăn rất lớn. Loài người khác với những loài động vật khác là không phải chỉ có mưu sinh, chỉ có sinh tồn và tự vệ không, mà con người còn hướng tới những cái giá trị cao cấp hơn. Đó là muốn được yêu thương một cách bền vững, muốn được có tự do, rồi muốn được có bình an, muốn được có hạnh phúc. Cho nên con người phải phấn đấu tu luyện rất nhiều thì mới có thể đạt được những cái giá trị đó. Còn nếu mà mình cứ sống thả trôi theo cái bản năng tự nhiên của mình, thích gì làm nấy đó, thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ đạt được những cái giá trị như vậy. Ngày từ xưa tâm với cảnh liên quan với nhau, có thể tâm với cảnh là một cũng không chừng, mình với người đó là một. Chẳng phải chúng ta có câu ca dao tục ngữ là mình với ta tuy hai mà một mà, nghe ngầu ghê ha. Hai mà một đi, rồi bên kia là nổi cơn là mình sẽ nổi cơn theo, bên kia quạo thì mình cũng quạo theo. Anh như thế thì tôi sẽ như thế ấy. Chắc chuẩn bị cho thầy một cái mi đây nữa, sắp hết pin cái này. Mình với người kia, cảnh tức là các đối tượng bên ngoài, thường bị chúng ta đồng nhất, gọi là identify, đồng nhất, trở thành một với cảnh. Từ hồi nhỏ lớn lên đó, mình đồng nhất mình với gia đình của mình, cho nên những gì xảy ra trong gia đình của mình là xảy ra với mình và ngược lại. Và mình cứ theo cái cách đó đó mà mình chưa có được trưởng thành để thoát ra khỏi cái cảnh. Tại vì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, nhưng mà chúng ta chưa có một cái chủ trương để thoát. Chúng ta chưa biết cách để thoát, cho nên vẫn còn bị chịu tác động nặng nề bởi ngoại cảnh. Người đó chỉ cần khen một câu, búng cái chốc liền nè. Khen là cười ngay, khen đẹp, khen dễ thương, khen tài giỏi, khen món ăn mà cũng hạnh phúc nữa. Tại vì món ăn này do mình nấu ra, mà nhiều khi khen cái chậu hoa sen này đẹp cũng hạnh phúc, mà chỉ là đặt người ta làm thôi, mình chỉ bỏ tiền mua thôi mà cũng hạnh phúc nữa. Nó ngộ vậy đó. Tức là mình dễ chịu tác động của ngoại cảnh, và theo cách này thì chê sẽ không hạnh phúc, sẽ bị dao động, sẽ bất an, và thậm chí là đau khổ. Bên kia đối xử tệ, bên kia không thương mình nữa, hoặc chỉ là họ thương không đúng cách của mình thương, không đúng theo nhu cầu của mình. Bên kia bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo, thiếu quan tâm, là mình bên đây rúng rính rồi, hoang mang, không biết là chuyện gì xảy ra, nghi ngờ, rồi đau khổ. Có phải là
mình bị thắt chặt bởi ngoại cảnh không? Và câu chuyện mà tôi vẫn thường hay kể với đại chúng trong rất nhiều bài pháp thoại, và tôi rất thích cái câu chuyện đó, là câu chuyện cậu bé mù ôm cây đèn đó. Nó có nhiều ý nghĩa mà mình phải suy nghiệm rất nhiều mình mới học được. Đó là cậu bé tới nhà một người bạn chơi, rồi mãi mê trò chuyện, không có hay trời tối. Rồi người bạn mới thúc giục cậu bé đi ra về đi, và trao cho cậu bé một cây đèn. Người mù mà trao cho cây đèn, thì cậu bé cười ngất, cậu bé nói: "Bộ anh giỡn với tôi hả? Tôi mù mà anh đưa cho tôi cây đèn này để làm gì?" Thì người bạn mới cắt nghĩa là: "Anh cứ cầm cây đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh." Nghe có lý ha. Mình cầm cây đèn lên thì người khác thấy cây đèn, tức là thấy mình rồi thì họ sẽ tránh, thay vì mình không có cây đèn. Thế là cậu bé rất là hoan hỷ, hạnh phúc lắm, và cầm cây đèn đưa tới phía trước, cảm ơn bạn, rồi cứ lao tới phía trước trên con đường về nhà. Và cậu vẫn tin chắc rằng là sẽ không ai dám đụng vào mình đâu, tại vì mình có cây đèn mà. Nhưng mà đi được một đoạn đường không có xa thì có một người đâm sâm vào cậu, và cả hai ngã nhào. Cậu giận quá, cậu hét lên: "Bộ đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy?" Thì anh bên kia ôm bụng cười ngất, nói: "Cái đèn anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi." Đừng có cười nha. Mình có thể là anh đuôi đó, người mù đó. Thật ra cái việc cầm cây đèn không có gì sai hết, nó mang tính chất hỗ trợ, phải không? Đèn là cảnh đó. Còn cậu bé mù á, với khả năng dò đường, mặc dù là mù mắt nhưng mà vẫn còn các giác quan khác. Và cậu đã từng tin tưởng vào các giác quan còn lại của mình để đưa đường chỉ lối cho mình đi, mà không cần bất cứ một sự hỗ trợ nào. Ấy vậy mà khi cậu được trao một cái phương tiện hỗ trợ rất là hữu hiệu, đó là cây đèn, thì cậu đã bỏ rơi bản thân mình mà dựa dẫm hoàn toàn vào cây đèn, tin tưởng tuyệt đối vào cây đèn. Để rồi cây đèn đó là cây đèn dầu mà, nó hết dầu thì nó sẽ tắt chứ. Cậu mù mà cậu làm sao cậu biết được cái tính sinh diệt không bền vững của nó. Vì cây đèn là vật ở bên ngoài mà, cho nên là gió có thể thổi tắt bất cứ lúc nào, làm sao mà cậu ngăn hết được. Cho nên kết quả là cây đèn đã mất tác dụng đối với cậu rồi, mà cậu vẫn còn tin, thật là tin, là còn trách móc những người khác. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần cảnh lắm chứ. Chúng ta cần nhà, chúng ta cần thực phẩm, chúng ta cần những tiện nghi về vật chất, chúng ta cần quần áo, cần tiền bạc. Nhưng mà nó, nên nhớ, chỉ là những phương tiện hữu hiệu trong đời sống, chứ nó không phải là sự sống. Sự sống là đặt lên trên nó với một cái tâm thưởng thức, tôn trọng, và không có bị vướng kẹt, không bị vướng kẹt vào nó, thì sự sống nó mới diễn ra được. Có nhiều khi lo kiếm tiền, lo đi làm mà chúng ta đâu có sống được đâu. Đầu tắt mặt tối, thở không ra hơi, ở đó mà sống. Bữa nay tới đây nghe pháp thoại là cũng đâm đầu mà chạy, chứ đâu có thảnh thơi gì đâu. Cái đèn là cần, người mình thương cũng cần chứ, phải không? Cha mẹ, anh chị em, người bạn đời, con đều là những cây đèn mà chúng ta có, hỗ trợ rất lớn cho đời sống của chúng ta, làm cho đời sống chúng ta thêm hương vị, thêm niềm vui, thêm ấm áp, thêm hạnh phúc. Rõ ràng là những tiện nghi vật chất đã mang lại cho chúng ta không biết bao nhiêu là quyền lợi. Thí dụ như cái máy lạnh. Cái máy lạnh là cây đèn. Tại vì trước khi có máy lạnh là mình phải xài máy quạt, cái quạt máy ha. Trước khi có cây quạt máy mình phải xài quạt mo cao, quạt giấy. Còn nếu mà không có quạt giấy thì mình xài quạt giặt áo, phẩy phẩy như vậy. Vẫn có thể mát được, nhưng mà dĩ nhiên không thể nào tiện lợi, tiện nghi như là cái quạt máy. Đóng cửa phòng, bấm nút là mát rượi.
mát rượi cơ thể và mát rượi cả tâm hồn. Nhưng một ngày đẹp trời bỗng dưng cúp điện, máy lạnh không hoạt động được nữa, bực, quạo, khó chịu, căng thẳng, tưởng là chắc chết quá. Phải không? Mình quên mất tiêu luôn cái bản năng sinh tồn của mình là mình vẫn có thể quạt giấy, quạt mo đem ra, mà đau khổ lắm. Xài cái bản năng tự nhiên mà rất là đau khổ. Dựa vào bản thân mình thì rất là khó chịu. Mình thích dựa vào những cái tiện nghi hấp dẫn ở bên ngoài. Và theo cách đó, cái quạt máy, chiếc xe, căn nhà, công việc, người mình thương đều là những thứ ngoài chúng ta. Có phải không? Mà những thứ ngoài chúng ta đó, bản chất của nó đều luôn luôn dịch chuyển không ngừng. Sáng nắng, chiều mưa, nay vầy, mai khác. Nếu mà tâm với cảnh là một á, thì cảnh dao động thì tâm cũng dao động. Cảnh xáo trộn thì tâm sẽ bất an. Vậy thì phải làm sao đây? Từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà xáo động tâm an mấy người. Được mấy người đứng trước cảnh xáo động mà tâm an. Giản dị nhất, dễ hiểu nhất là cầm chiếc điện thoại lên đi, mở mấy cái app lên, Zalo, Viber, Facebook, coi an hay là bất an. Mình đang rất là an nè, rất là thư giãn, thoải mái. Vừa mới ngồi thiền xong, thở vào, thở ra. Mất 15 phút, 30 phút mới đưa tâm trở về nhà. Trước đó nó chạy tán loạn hết. Sau nửa giờ ngồi thiền, bật điện thoại lên, rồi đứt thần thông. Tâm nó chạy mất tiêu luôn. Và phiêu lưu nửa giờ, một giờ trên cái chiếc điện thoại đó mà không nhận ra. Rồi hãy một tin nhắn vui kèm theo trái tim thì mỉm cười. Còn tin nhắn giật gân mà đầy chất độc thì muốn đập cái điện thoại. Rồi chat với người khác rồi cũng nhận cái cảm giác, cái cảm xúc tương tự. Bây giờ mình rất dễ bị loạn tâm, rất dễ bị xáo trộn cảm xúc. Tại vì kẻ nguy hiểm luôn ở bên cạnh mình. Đó là chiếc điện thoại thông minh. Vì nó quá thông minh cho nên chúng ta rất xì tú bịp. Tại vì ngày xưa chúng ta cực kỳ thông minh, đó là biết kiểm soát những cái luồng thông tin đi tới. Rất là phòng ngự, mỗi khi nghe ai khen, nghe ai chê, luôn dò xét, làm chủ tâm ý mình. Đó là cách người xưa sống mà. Rất là thông minh, rất là khôn ngoan. Tại vì cứ một cái thông tin đi tới, một cái mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, chúng ta tưởng tượng đều có khuynh hướng làm cho tâm nó an hay là bất an. Mà bây giờ chúng ta đưa trực tiếp những thông tin đầy độc hại từ thế giới muôn màu muôn sắc đầy biến động ngoài kia vào trong tâm hồn của mình. Cho nên là tâm rất là dễ bất an. Thì bây giờ mình với cảnh là một, mà mình cũng có thể nói, phát biểu rằng tôi với người yêu của tôi, chiếc điện thoại là một. Chiếc điện thoại là người yêu đó. Chiếc điện thoại yêu dấu là một. Cho nên cái gì xảy ra trên chiếc điện thoại là xảy ra trong tâm hồn tôi. Thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Bây giờ tu bao nhiêu khóa đi chăng nữa mà chưa có viễn ly được cái chiếc điện thoại, chưa có quản chế được cái chiếc điện thoại. Vì nhớ là tôi có kể câu chuyện trong cái cuốn Làm Như Chơi đó. Tức là cái ông Ted đó, ông có tên Ted, ông mới ngồi câu cá mà cả buổi không có con cá nào cắn câu hết. Buồn quá, rồi ông buồn ngủ luôn. Ngủ thiêu thiêu vậy. Thì bỗng dưng con cá rất là to nó đớp mồi. Và khi nó đớp rồi thì nó giật cái cần câu ông lôi đi. Lúc đó ông mới giật mình tỉnh dậy và ông lao theo, ông chụp cái cần câu
ổng nhào xuống hồ luôn. Thì thằng bé đó, chắc là thằng bé này, nó ngồi nó cười hoài. Nó ngồi từ xa, nó thấy ông lão như vậy, nó mới khều, nó nói: bố ơi bố, bố nhìn kìa, coi là ông lão đang câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố? Hả? Mình câu chiếc điện thoại hay là chiếc điện thoại câu mình? Hình như mình rớ vô cái gì là mình dính vô cái đó. Câu có nghĩa là làm chủ á. Mình đang làm chủ chiếc điện thoại hay chiếc điện thoại đang làm chủ mình? Mình đang làm chủ công việc hay công việc đang quật mình tơi tả? Mình đang chủ động trước người đó hay người đó đang hoàn toàn thao túng mình? Lý do mà người đó thao túng được mình, lý do mà hoàn cảnh quật mình tơi tả, lý do mà chiếc điện thoại á, nó thao túng hết chính mình á, là do mình đã lao theo nó mà bỏ rơi bản thân mình. Không có giây phút nào dành cho bản thân hết. Toàn bộ thời gian trong ngày dành cho công việc, dành cho người ý. Người ý là người ấy. Và chiếc điện thoại, ba thứ: công việc, người ý, chiếc điện thoại. Công việc, người ý, chiếc điện thoại. Công việc, người ý, chiếc điện thoại. Hãy rảnh ra là cho chiếc điện thoại. Tại chiếc điện thoại là dễ gặp nhất. Không có thời gian nào cho bản thân. Và từ khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình rồi, làm đảo lộn hết tất cả mọi trật tự trong cuộc đời của mình. Và ngay cả khi mình sinh em bé ra, em bé chưa có tội vạ gì hết, nó có vài tháng tuổi thôi, mà làm đảo lộn hết mọi cái sinh hoạt trong gia đình của mình, đâu phải tại em bé, là tại mình. Mình không đủ giỏi, không đủ khéo léo để sắp xếp lại những cái sinh hoạt trong gia đình, không quản lý được công việc, không quản lý được thời gian. Thiếu bản lĩnh như vậy mà nắm bắt quá nhiều thứ. Kể cả việc mình sinh con hay là mình lập gia đình cũng phải có sự sắp đặt rất là kỹ. Mình phải ở một cái trình độ nào đó, một cái bản lĩnh nào đó, mình mới dám câu cái chiếc điện thoại, mình mới dám đưa người ấy vào trong cuộc đời của mình, mình mới dám tạo sinh ra một cái sinh linh nữa trong cuộc đời này. Còn mình tạo ra thôi mà mình không có ý thức để quản lý, để tương tác một cách có hòa điệu, có chất lượng, thì mình sẽ khổ vì cái đối tượng đó. Rồi mình kết luận là tại anh mà tôi khổ, tại em khổ, tại con mà cha mẹ khổ, tại hoàn cảnh, tại công việc, tại tất cả mọi người trên thế gian này. Ôi, tất cả mọi người trên thế gian này đều có lỗi với tôi hết, đều có lỗi với tôi hết. Chúng ta luôn bị gắn chặt với hoàn cảnh, với ngoại cảnh, với các đối tượng xung quanh, chưa từng tách ra, thậm chí là chưa từng muốn tách ra. Biết là dính vào là có chuyện, mắc kẹt vào trong đó, mất hết nhuệ khí anh hùng, mất hết cá tính đặc biệt của mình, mất hết sự tự do, sự tự chủ, mất hết những năng lượng tích cực, những đức tính quý giá của mình từ hồi trước tới bây giờ, cũng vì muốn chạy theo, lao theo nắm bắt hoàn cảnh. Dù chúng ta ý thức rằng là hễ mà cảnh biến động thì tâm sẽ biến động. Và có lúc chúng ta rất là oai phong lẫm liệt, chịu chơi lắm, biến động luôn không sao. Nhưng mà rõ ràng là mình luôn bị thua trước cảnh, luôn có vấn đề với đối tượng. Thì bây giờ phải làm sao? Có những cái hoàn cảnh chúng ta có thể tránh né được, có những đối tượng chúng ta có thể tránh né được, nhưng mà có những đối tượng chúng ta không thể tránh né được, không thể loại trừ được. Thì bây giờ phải làm sao? Thì thật ra Đức Phật có khuyên chúng ta là chúng ta có thể thực tập hai cái bài tập sau đây. Nếu biết rằng là mình đang bị chịu tác động rất mạnh bởi ngoại cảnh,
đang chịu ảnh hưởng rất lớn bởi người kia, đang khổ vì người kia. Nói ngắn gọn là như vậy. Tại vì người kia bất kỳ họ làm cái gì mình đều rúng rính hết, mình đều bất an khổ tâm hết. Thì Đức Phật dạy bài tập số 1 trước, đó là viễn ly, tức là rời xa ngoại cảnh một thời gian. Và bài tập viễn ly này đó chia thành hai bài tập nhỏ. Bài tập đầu tiên đó là rời khỏi người đó, rời khỏi cái hoàn cảnh đó một thời gian ngắn. Bài tập nhỏ số 2 đó là tập bịt mắt lại, bịt tai lại, bịt miệng lại trong một thời gian khi đang sống chung với người đó, khi đang sống chung với những cái nghịch cảnh mà mình chưa có thoát ly được. Xin nhắc lại hai bài tập nhỏ. Bây giờ nếu mình biết khi mình gặp người đó là mình sẽ nổi cơn thịnh nộ, mình gặp người đó là con chó trầm cảm nó sẽ trào ra, và khi mình tiếp xúc với hoàn cảnh đó đó thì mình sẽ dễ bị cuốn hút, bị nhấn chìm, và sẽ đi tới cái mức là mình sẽ tạo ra những cái ác nghiệp gây khổ đau cho mình và cho những người xung quanh. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp ly, cách ly ra khỏi ngoại cảnh. Mình đi đâu đó một thời gian, ví dụ như là mình đi du lịch, mình đi làm tình nguyện viên ở các nông trại, mình đến các chùa, các thiền viện, các trung tâm thiền, mình đi tìm một cái nơi nào đó mà mình có thể không bị chịu tác động bởi những cái môi trường độc hại. Có thể một thời gian rất lâu rồi chúng ta sống trong môi trường độc hại khá lâu, xương đã thấm vào người mà chúng ta không nhận ra được, khiến cho con người chúng ta trở nên cằn cõi, nhiều phiền não, dễ quạo quọ, dễ cao có, dễ phản ứng, và lòng bao dung, lòng độ lượng chúng ta nó không còn như trước đây được nữa. Thì biết rằng là chúng ta đang sống trong một cái điều kiện bị hoàn cảnh ảnh hưởng rất là nặng nề. Dù cái đối tượng ảnh hưởng chúng ta là cha mẹ chúng ta, là vợ chồng, là con cái, thì chúng ta cũng phải sử dụng tới giải pháp đầu tiên, đó là giải pháp viễn ly, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Kể cả trong một ngày đó, mình cũng cố gắng sắp xếp làm sao chỉ chung đụng, tiếp xúc với người đó trong những cái điều kiện cần thiết, với những công việc cần thiết. Còn tránh được thì mình hãy cứ tránh, và nên báo cho người kia biết là mình có một cái sự thực tập như vậy, chứ đừng có âm thầm lặng lẽ làm như vậy đó, thì họ tưởng là mình đang khinh thường họ, hay là mình đang có vấn đề gì đó với họ. Cái bài tập nhỏ số 2 đó là có nhiều khi vì trách nhiệm, vì công việc, vì nhiều lý do mà chúng ta không thể viễn ly ra khỏi căn nhà đó hay là môi trường đó, thì chúng ta sẽ thực tập không thấy, không nghe, không nói nữa. Bài tập này nhiều khi rất là hữu hiệu. Và khi quý vị đến thiền viện, đến các rừng thiền đó, thì quý vị được tập, quý vị sẽ được thực tập bài này. Đó là mình sẽ không nhìn tới phía trước, lúc nào cũng nhìn, không có nhìn thẳng, nhìn qua, nhìn lại, mà chỉ nhìn trước mặt mình vài mét mà đi thôi, để bớt bị phân tâm bởi ngoại cảnh. Đó là lý do tại sao mà khi mình ngồi thiền á, lúc nào mình cũng nên nhắm mắt lại, hoặc nếu mình có mở mắt ra thì chỉ nhìn xuống đất chừng khoảng nửa mét thôi. Tại vì khi mà mình nhìn xa thì tâm mình dễ bị phân tán. Và để mở rộng bài tập này đó, thì chúng ta sẽ ngưng nhìn những cái gì mà nó làm cho tâm chúng ta phân tán. Trong đó có TV, trong đó có máy tính, trong đó có chiếc điện thoại, trong đó có những người mà mỗi khi chúng ta gặp họ thì tâm chúng ta sẽ bị kích động, sẽ bị trỗi dậy phiền não.
thì chúng ta sẽ tránh xa bớt. Kể cả khi mà mình đi shopping, tâm mình nó cũng bị xao động, tâm tham sẽ trỗi dậy. Rồi khi mà mình đi tới tiệm vàng, tiệm hột xoàn, rồi mình đi mua hàng online, và tất cả những cái thứ đó nó làm tâm mình bị xáo trộn, thì phải tách ly. Quý vị thử tự tập đi, ngưng xem tivi một thời gian, ngưng xem game show một thời gian đi, tâm mình nó sẽ ổn định lại. Mình sẽ cắm rễ vào sự sống, và cảm xúc mình nó sẽ được quân bình, và mình sẽ tươi tỉnh hơn. Rồi nếu được, không sử dụng máy tính một thời gian, không xài wifi một thời gian, không sử dụng điện thoại một thời gian, hoặc là chỉ sử dụng trong một cái khoảng thời gian nào đó, thì cái nội lực của mình sẽ được khôi phục lại, tâm thần của mình sẽ được ổn định lại, và tâm mình nó sẽ tụ về, nó không bị phân tán nữa. Lúc đó sự tập trung sẽ cao độ, và nhìn cái gì mình cũng sẽ thấy nó rất là rõ ràng, không có bị mù mờ hay là sai lầm nữa. Vậy thì đầu tiên đó là mình sẽ giới hạn cái nhìn của mình lại. Mà đại chúng biết rằng là cái thấy của mình đó, nó dễ bị phân tán lắm. Khi mình nhắm mắt lại đó, nghe pháp thoại rất là sâu, thay vì cứ nhìn thẳng vào sư minh niệm ở trên màn hình, nhìn ổng rót trà, nhìn ổng nhìn qua trái, rồi ổng đưa tay lên, rồi ổng đưa tay xuống, phân tâm quá đi, nghe không có rõ. Thành ra là nhắm mắt lại, nghe sẽ rõ hơn. Rồi mình sẽ bớt nghe luôn, bớt nghe nhạc, bớt nghe những cái lời thị phi, bớt nghe những cái câu chuyện không cần thiết. Nó tưới tẩm vào hạt giống tham sân si của mình, nó tưới tẩm vào tâm hồn đang rất là yếu đuối, tổn thương của mình. Bớt nghe luôn, và không nghe trong một số trường hợp, trong một số khung thời gian, không nghe gì cả, chỉ nghe âm thanh của tự nhiên thôi. Và bớt nói, không nói. Thậm chí là thiền sinh của Vipassana đó, 10 ngày, 3 tuần lễ, 3 tháng trời không nói năng gì hết. Cần thiết lắm viết tờ giấy báo cho những người xung quanh biết là mình cần cái gì để có được sự giúp đỡ. Quý vị muốn tập cái sự im lặng như vậy đó, gọi là tịnh khẩu đó, thì mình cũng phải báo cho những người thân trong gia đình mình biết ha. Chứ đừng có tự nhiên mà im một hơi 3, 4, 5, 7 ngày người ta tưởng mình có cái gì là người ta đưa tới bệnh viện nữa. Cho nên là phải báo trước để họ vừa hiểu mà giúp đỡ mình, để họ giải quyết những cái rắc rối xung quanh thế mình, để họ đừng có làm phiền mình, để mình được có cái sự im lặng. Và khi mình thực tập im lặng đó quý vị, mình phải dành thời gian quay vào bên trong, chứ không phải không thấy rồi, không nghe rồi, không nói rồi, mà cũng luôn để cái tâm ở bên ngoài dò xét ở bên kia có phản ứng gì không, họ ra làm sao rồi, có ai giải quyết công việc nhà không, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, thì cái việc thực tập này nó không mang nhiều kết quả. Ở đây muốn nói là chúng ta cần thực tập quay vào bên trong thay vì hướng ra bên ngoài. Câu trả lời đầu tiên là làm thế nào để đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm tức là trên cái nghĩa cạn trước ha, tiếp xúc với hoàn cảnh mà không bị dao động, không bị biến động đó, đó là bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh, bớt cần nơi người ấy, bớt lệ thuộc vào người ấy, thì người ấy sẽ không làm gì được mình cả. Bớt lệ thuộc vào những cây đèn. Tối nay về, chúng ta sẽ lên một chương trình xả đèn. Ở bên bên Mỹ, ngày Chủ nhật người ta hay có cái garage sale, là những cái đồ nào người ta thấy không cần thiết, hoặc là nó chiếm quá nhiều vị trí trong căn nhà, người ta đem ra cái garage, là cái chỗ đậu xe đó, người ta bày ra người đó bán cái giá rất là rẻ. Có khi đồ vẫn còn tốt, và những người mà thu nhập thấp như là các sư đó, các sư thì không có thu nhập, nhưng mà những người low income
thì hay tới để mà những cái gara sale như vậy để mua những cái đồ đó về, tại vì chất lượng nó còn tốt mà cái giá nó rẻ. Đó là nghệ thuật thả bò hay là xả những cây đèn. Hồi trước vì sợ hãi quá cho nên là nắm bắt được nhiêu thì cứ nắm bắt, chất chứa được nhiêu chất chứa. Bây giờ mình ngộ ra rằng càng chất chứa càng bị phân tâm, càng bị xáo trộn tâm hồn, càng bất an. Cho nên học nghệ thuật mới, đó là thả bò, thả những con bò hay là xả những cây đèn. Tối nay quý vị về hãy lên danh sách những cây đèn cần được xả luôn và những cây đèn cần được xả một thời gian. Và đặc biệt là đặt một câu hỏi, mình với người ấy cần xả một thời gian không? Ai nói mình chạy trốn cũng được, ai nói mình nhát cũng được, chỉ có mình biết là mình cần bảo vệ tâm hồn của mình. Chứ còn anh hùng ở đó mà anh hùng, rồi cứ đối đầu với cảnh, rồi bị cảnh quật tơi tả, rồi than khổ, đeo hoài không chịu buông ra, mà buông ra sợ mất làm sao, gìn giữ hoài mà không có phẩm chất gì hết, mà cứ cố gắng đưa tay đưa chân chìa vòi ra để mà nắm bắt đối tượng. Thì bây giờ hãy thử phương pháp, mặc dù chỉ là phương pháp tạm thời của Đức Phật, đó là xả ly hay là viễn ly, buông ra, buông những cây đèn ra. Dĩ nhiên là mình không thể buông hết những cây đèn, nhưng mà hãy buông những cây đèn nào mà nó, đầu tiên là mình có thể buông được trước đã, sau đó là những cây đèn mặc dù rất là cần nhưng mà nó phiền vô cùng, mất ăn mất ngủ vì những cây đèn đó, thì tạm gác lại. Và Đức Phật hoàn toàn chấp nhận cái việc này. Trong cái việc tu luyện cũng vậy, trong cái việc quay vào bên trong với những kỹ thuật hành thiện, Đức Phật cũng dạy như vậy. Nếu mà mình không thể đối diện thẳng với phiền não được á, thì hãy chuyển qua một cái kênh khác, đó là chú ý vào hơi thở, không chú ý vào đối tượng đáng gờm ấy nữa, trở về an định trên hơi thở để tâm trí được hồi phục trở lại, để năng lượng được hồi phục trở lại, đủ mạnh rồi hãy đối diện với phiền não. Còn bây giờ yếu nhớt, bây giờ căng thẳng mệt mỏi như vậy mà đối diện với phiền não thì chỉ có bị phiền não nuốt chửng thôi, đè bẹp thôi. Cho nên cái phương pháp này được gọi là chuyển kênh. Bây giờ tới bài tập số 2. Bài tập phải đối đầu. Bây giờ đối cảnh vô tâm á, nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Cái nghĩa cạn của nó là làm sao mình tiếp xúc với ngoại cảnh mà không bị ngoại cảnh nhấn chìm, làm phiền, gây đau khổ. Thì cái ý nghĩa sâu sắc thứ hai đó, đó là làm sao khi mình tiếp xúc với ngoại cảnh, với các đối tượng xung quanh đó, mà mình không có bị phiền não khống chế mình. Vô tâm ở đây có nghĩa là không có tâm tham và tâm sân, và dĩ nhiên là không có tâm si luôn. Không có tham sân si thì gọi là vô tâm. Chứ không phải cái nghĩa vô tâm mình sử dụng thông dụng đó, mình sử dụng hàng ngày là vô tâm, tức là không có quan tâm. Không phải như vậy. Vô tâm ở đây có nghĩa là không bị dính kẹt, không bị dính mắc, không bị phiền não. Cái nghĩa cạn là vô tâm có nghĩa là không bị dao động. Cái nghĩa sâu là không bị phiền não. Bây giờ mình có thể tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào chỉ với điều kiện là không có phiền não thì cứ tiếp xúc. Trong Kinh Kim Cang hay là Kinh Kim Cương có câu là ưng vô sở trụ,
nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là chúng ta có thể đặt tâm mình ở bất cứ nơi nào cũng được, miễn là không có tâm tham, không có tâm sân tham dự. Cái nghĩa đen của câu này là ưng vô sở trụ, tức là nơi nên không có cái chỗ nào để mà trụ đó, thì đặt cái tâm vào thì nó rất là khó hiểu. Nhưng mà cái nghĩa của nó thật sự đó là chúng ta có thể đặt tâm mình ở bất cứ đối tượng nào, bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu cũng được, miễn là đạt tới cái trình độ là vô tâm, tức là không có tham sân si ở trong tâm. Vì thì chúng ta hành thiền đó, chúng ta được dạy là thở vào, thở ra, an định ở trên thân. Chúng ta được dạy là khi mình giở tay, mình đưa tới, mình phải ý thức mình giở tay đưa tới. Khi mình ngồi xuống, thì ý thức mình ngồi xuống. Khi mình đứng lên, thì ý thức mình đứng lên. Đặc biệt là khi mình bước đi, thì mình chú ý vào bước đi, phải không? Thì cái này gọi là niệm trên thân. Rồi chúng ta được dạy là chúng ta phải định nữa. Định ở một điểm nào đó ở trên thân. Thí dụ như định vào đầu chóp mũi nè, định vào môi nè, rồi định vào hơi thở nè. Tâm nó phóng đi, mình đưa nó trở về. Tâm nó phóng đi, mình đưa trở về. Thì cái này gọi là định tâm. Chúng ta được dạy như vậy. Nhưng mà tất cả những bài tập đó đều không phải là cốt tủy của thiền. Chúng ta đừng có mất thời gian quá lâu để tập niệm ở trên thân, niệm trên hơi thở. Chúng ta đừng có mất quá nhiều thời gian để định ở trên thân hay là định trên hơi thở. Tại vì cái cốt tủy của thiền, theo thiền sư Trần Nhân Tông, chính là đạt tới một trạng thái đối cảnh vô tâm. Tu là phải tu thẳng vào tâm, chứ không phải tu ở trên thân. Tại vì Vipassana đó là quán đó, đó chính là công việc của tâm chứ không phải công việc của thân. Thành ra đó, niệm trên thân hay là định trên thân hay là tìm thấy những cảm thọ trên thân chỉ là phần phụ thôi. Cái phần chính đó là phải dọn dẹp được phiền não ở trong tâm, phải dọn dẹp được cái bản ngã to đùng ở trong tâm. Tại vì tâm là hang ổ của bản ngã, mà tâm cũng là nơi chứa niết bàn, phải không? Tâm là đưa tới, là cái thứ quyết định nên cái gì là khổ đau, và tâm cũng tạo dựng nên hạnh phúc. Tâm là cảm nhận được cái gì là hạnh phúc. Cho nên mình tu cái gì đi chăng nữa, dù bao nhiêu pháp môn nào đi chăng nữa, thì cũng phải quy về tâm. Cho nên có thể nói đạo Phật là đạo tâm, luôn luôn học hỏi hiểu biết về tâm, luôn luôn tỉnh thức chánh niệm để nhận biết cái gì đang xảy ra trong tâm, biết cái gì đang xảy ra trong tâm, và luôn luôn quay vào bên trong, mà là quay vào tâm để có thể nhìn thấy tình trạng của bản thân, nhìn thấy cái thái độ của mình đang sống, nhìn thấy phiền não của mình đang vận hành, và nhìn thấy bản ngã của mình đang không ngừng giật dây của mình. Thì đây là cốt tủy của thiền tập, đối cảnh vô tâm. Bây giờ mời đại chúng hãy thử nhìn vào tâm của mình. Chúng ta cũng vẫn ngồi yên. Dù rằng là muốn nhìn vào tâm thì lúc nào cũng nhìn được, nhưng mà ngồi yên xuống thì dễ nhìn hơn. Cái gì đang ở trong tâm mình vậy? Mình có đang căng thẳng, khó chịu không? Hay là đang rất thư giãn? Mình đang hoang mang, sợ hãi hay đang rất bình an? Có đang nôn nóng muốn đi về hay là đang rất là an trú? Có đang giật giờ buồn ngủ hay là đang rất là tỉnh táo chú tâm? Bất cứ kinh nghiệm nào đang có trong tâm cũng đều được cả. Chúng ta chỉ cần nhận biết thôi.
nhận biết là trong tâm tôi đang có một cái hiện tượng như vậy đó, có một trạng thái như vậy đó, có cái phiền não đó, hoặc là không có phiền não nào cả. Hãy cứ ghi nhận thôi. Công việc của chúng ta đó là nhận biết, ghi nhận. Xin cảm ơn đại chúng. Con có thấy gì không? Sao còn nhắm mắt hoài, hết giờ nhắm mắt rồi. Và bất cứ lúc nào, chứ không phải là trong giờ ngồi thiền không, đại chúng cũng luôn kiểm tra xem là tâm mình đang như thế nào. Đang vô tâm hay là đang hữu tâm? Đang có phiền não hay là đang không có phiền não? Thay vì mình cứ kiểm tra người ấy, thay vì mình cứ kiểm tra, rượt đuổi, điều chỉnh hoàn cảnh, thì là một hành giả, một thiền sinh, một người đang tu luyện, lúc nào cũng quay vào bên trong để xem cái gì đang xảy ra bên trong. Câu hỏi là đến bao giờ mới đối cảnh vô tâm thì có thể xảy ra ngay bây giờ nếu mình thật sự muốn. Nhưng mà rõ ràng khi mình nhìn vào trong tâm, mình thấy mình đâu có vô tâm đâu. Mình thấy mình đang có nhiều phiền não quá mà. Đức Phật nói không sao cả. Chúng ta không thể nào không có nó được. Chúng ta không thể nào không có phiền não được. Lúc nào không có phiền não thì hãy mừng và ghi nhận là không có phiền não trong tâm. Còn lúc nào có phiền não đó thì hãy ghi nhận là đang có phiền não trong tâm. Cái này vẫn là đang tu. Cái này vẫn là đang thiền nha. Chứ không phải là khi nào tâm không có phiền não thì mình mới thiền. Thiền có nghĩa là biết cái gì đang xảy ra. Đầu tiên là quay vào bên trong và biết cái gì đang xảy ra. Cũng giống như là khi mình đang ngồi thiền, có lúc tâm mình nó yên thì ghi nhận là tâm mình nó yên. Cái lúc tâm mình nó có nhiều vọng tưởng thì ghi nhận là có rất nhiều vọng tưởng. Thậm chí là mình còn biết cái vọng tưởng đó là cái gì, nó đang đi tìm kiếm cái chìa khóa nó để đâu. Hay lát nữa rồi mình lấy xe ra trước, rồi mình đi cái đường nào cho nó nhanh, thí dụ vậy. Đang ngồi thiền mà tính hết rồi. Rồi một lát mình không biết là có gặp được thầy hay không, mình sẽ xếp hàng đứng vị trí nào để dễ gặp nhất, thí dụ vậy. Ghi nhận, tôi đang có cái suy nghĩ đó. Nó vừa đến, nó ở lại, rồi nó ra đi, ghi nhận hết tiến trình đó. Vậy thì đại chúng có nhớ là trong cái buổi pháp thoại gần đây nhất ở đây đó, là nhìn khổ đau bằng con mắt tỉnh thức, là tôi có chia sẻ đại chúng 4 bước để dọn dẹp phiền não. Khi nhìn vào tâm, bước thứ nhất là gì nhớ không? Nhận diện, recognize. Mà muốn nhận diện là phải quay vào bên trong, chứ hướng ra bên ngoài là không có nhận diện được. Quay vào để biết cái gì đang xảy ra trong tâm. Chúng ta đang trên đường thanh lý phiền não ha. Chúng ta đang trên đường để vô tâm nha. Để có được một cái tâm bình yên nhất nha. Đầu tiên là phải nhận diện cái gì đang xảy ra trong tâm tôi. Bước thứ hai là chấp nhận, allow hay là accept cho mọi tình trạng diễn ra mà không ngăn chặn, không đàn áp, không loại trừ, không nhúng mũi vào can thiệp. Hãy để cơn giận nó cứ diễn ra, nhưng có quan sát, có biết và theo suốt tiến trình đó luôn. Bước thứ ba được gọi là thẩm nghiệm, investigate, tức là đặt câu hỏi xem tại sao mình lại nổi giận, tại sao mình lại có phiền não, tại sao mình lại phản ứng như vậy, tại sao mình phản ứng với người này như vậy mà với người kia lại khác, tại sao mình cứ hay khó chịu với người này. Đặt những câu hỏi để tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà bước thứ ba này thì không quá quan trọng. Có khi mình cần dùng, có khi không cần, mình đi thẳng bước thứ tư luôn. Bước thứ tư đó là không đồng nhất và cứ tiếp tục quan sát. Non-identification, lùi lại quan sát phiền não,
mà không cần phân tích lý luận gì cả, cứ tiếp tục quan sát. Bốn bước này đó, tóm gọn còn hai bước thôi, đó là observe and accept, quan sát và chấp nhận, quan sát và chấp nhận. Cái khó nhất là quan sát, cái khó nhì là chấp nhận. Tại vì mình đâu có ở trong đâu mà quan sát, mình ở ngoài không, cứ rượt đuổi theo ngoại cảnh, cứ lo dàn xếp cái này, giải quyết cái kia, mà đâu có chịu quay vào bên trong. Có quay vào mà không thường trực. Đức Phật nói hãy liên tục thiết lập chánh niệm, liên tục quay vào bên trong để nhìn thấy cái gì đang diễn ra vậy. Và hãy chấp nhận cho nó diễn ra, tại vì chỉ cần quan sát nó đó, thì tự nó sẽ tan biến. Đừng có nhúng mũi vào can thiệp, đừng điều khiển, tại vì làm như vậy nó chỉ bành trướng lớn rộng ra chứ nó không có tan biến, hoặc nó chỉ tan biến nhất thời rồi nó sẽ quay trở lại. Giải pháp hay nhất là tỉnh giác liên tục, chánh niệm liên tục để quan sát cái phiền não đó, cái cơn giận đó, thì từ một cái nước đục á, chúng ta lóng phèn thì sẽ trở thành nước trong, đúng không? Từ một cái tâm cáo bận phiền não, nhiều vấn đề mà mình đặt chánh niệm vào quan sát á, thì nó trở về với cái tâm trong trẻo hết phiền não. Cho nên đó là phiền não á, đừng có sợ nó, tại vì nhờ có phiền não mình mới quay vào bên trong. Và khi có quay vào bên trong, mình mới tìm ra được cái bản chất chân thật của phiền não, để rồi không còn trở thành kẻ nô lệ của phiền não nữa. Cho nên theo cách này thì chúng ta rất là dễ dàng đạt được trạng thái vô tâm trong đời sống. Cứ tiếp tục xây dựng sự tỉnh giác, tiếp tục xây dựng chánh niệm, tiếp tục quay vào bên trong, thì cái việc đối cảnh vô tâm nó không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, trong giai đoạn ban đầu chúng ta chỉ có thể đối cảnh vô tâm với một số trường hợp dễ dàng trước, rồi nội lực tăng dần chúng ta mới có thể đối cảnh vô tâm với một số cái trường hợp khó khăn. Nhưng như đã nói, cho dù chúng ta đối đầu còn thất bại, cho dù chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh vẫn còn phiền não, nhưng chúng ta vẫn cứ đang hành thiện, vẫn cứ đặt chánh niệm ở đó, vẫn cứ tiếp tục quan sát phiền não của mình, và đừng đồng nhất, chúng ta sẽ trưởng thành từ ngay đó, từ ngay cái thất bại, trưởng thành từ ngay cái thất bại. Cứ mỗi khi tiếp xúc với cảnh có phiền não, quan sát phiền não, tiếp xúc với cảnh có phiền não, quan sát phiền não, quan sát không nổi, bỏ chạy, quay về với hơi thở, quay về với bước chân, quay về với thiên nhiên, năng lượng đã tràn đầy rồi, bình tĩnh lại rồi, tiếp tục tiếp xúc với ngoại cảnh. Vậy thì tư tưởng của truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó là luôn luôn đương đầu với mọi ngoại cảnh. Dù ngoại cảnh có như thế nào, khi bên trong chúng ta đã sẵn sàng một chánh niệm vững vàng để luôn quan sát phiền não, rất là khó để đạt tới trình độ không có phiền não. Chỉ có những bậc tu hành lâu năm đắc đạo mới có thể không có phiền não. Chúng ta phải chấp nhận là người còn phiền não, nhưng chúng ta là người tu tập phải ít phiền não hơn người không tu tập. Và chúng ta là người tu tập thì chúng ta biết cách chăm sóc phiền não của mình, chứ không giống như những người không tu tập, họ vung vãi phiền não họ khắp nơi, và đã biết mình có lỗi rồi mà không chịu quay về để điều chỉnh tâm của mình. Người có tu tập lúc nào cũng quay về tâm, biết được những gì xảy ra trong tâm, chăm sóc tâm của mình rất kỹ càng, để rồi mỗi ngày trong đời sống, dù là còn phiền não hay không phiền não, chúng ta cũng sống với một cái tâm sáng suốt, cái tâm tỉnh giác, thì cuộc đời này sẽ bớt khổ rất nhiều. Và theo cách đó chúng ta sẽ luôn có bình an và hạnh phúc đến từ bên trong. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.